Tyson Fury làm sai và tôi là người gánh chịu hậu quả. Deontay Wilder thể hiện sự bức xúc khi trận tái chiến vào cuối tháng này bị Tyson Fury tạm hoãn. Hai ngôi sao hàng đầu của boxing hạng nặng vốn được lên lịch so găng lần thứ 3 vào ngày 24 tháng 7 tới. Dù vậy, vua Gibbside bất ngờ có xét nghiệm dương tính với Covid-19 và trận đấu đáng chờ đợi này một lần nữa bị trì hoãn. Hiện tại chưa rõ cuộc đụng độ nói trên sẽ bị dời đến thời điểm nào, nhưng có vẻ là vào một ngày trong tháng 10, vì lịch trình của các bên có sự xung đột vào tháng 8 và tháng 9. Sau khi thua trận trước Fury vào tháng 2 năm 2020, Wilder rất nóng lòng phục thù đối thủ người Anh. Họ dự định sẽ tái đấu ngay tháng 7 năm đó, nhưng Wilder phải phục hồi sau ca phẫu thuật ở tay, cùng với sự bành trướng của đại dịch Covid-19 khiến cuộc thượng đài phải rời sang tháng 10. Sau đó, vì cả hai bên không có sự thống nhất, nên trận đại chiến bị hoãn lại hai lần nữa, cho đến khi Fury hết kiên nhẫn và muốn đối đầu với Anthony Joshua để thống nhất danh hiệu. Nhưng khi khán giả đang háo hức chờ đón trận chung kết của hai nhà vô địch người Anh, thì hội đồng phân xử tại Mỹ bất ngờ vào cuộc, tuyên bố Fury phải đấu trận thứ 3 với Wilder theo đúng thỏa thuận. Dù vậy, lúc này số phận lại một lần nữa trêu đùa oanh tạc cơ sắt, khi anh vẫn chưa thể bước lên sàn đấu để phục thù Fury và giành lại đại vô địch WBC. Tình trạng của tay đấm sinh ra tại Manchester vẫn chưa được định đoạt, nhưng nhiều thông tin khẳng định anh phải tiêm vaccine. Tất nhiên, Wilder vô cùng thất vọng về sự trì hoãn này và quản lý của võ sĩ 35 tuổi Sherry Finker dẫn lại lời anh nói trên Talksport. Thêm một lần nữa, Fury lại làm sai và tôi là người gánh chịu hậu quả. Thêm vào đó, Finker cũng lên tiếng chỉ trích Fury vì có sự thiếu chuyên nghiệp của ngôi sao này. Họ đã không làm đúng những gì đã nói và hoàn thành chúng với tư cách là vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Rất nhiều tiền bạc, danh dự và những thứ khác được đặt cược ở đó. Nhiệm vụ của chúng ta là hoàn tất nó đúng thời điểm. Wilder đã phải rất nỗ lực để khiến hội đồng phân xử tạo ra quyết định đúng với ý mình. Nhưng bây giờ, anh vẫn chưa thể thanh toán món nợ lớn với Fury. Hẳn chúng ta có thể hiểu được tâm trạng của nhà cựu vương WBC xấu như thế nào. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Trong võ sĩ có cú đấm mạnh nhất quyền Anh, Mike Tyson, Joshua, Klitschko chưa phải số 1. Có rất nhiều cuộc tranh luận sôi nổi quanh câu hỏi ai là tay đấm hạng nặng mạnh mẽ nhất mọi thời đại, và mọi người đều nghĩ Mike Tyson chính là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu ấy. Tuy nhiên, cả Mike Tyson lẫn người hâm mộ đều bất ngờ với danh sách này. LF Sport đã sử dụng số liệu thống kê của tất cả các võ sĩ hạng nặng và đưa ra danh sách 10 tay đấm mạnh nhất do WBC công bố. Đáng chú ý, trong danh sách này không có gã hề Tyson Fury, người từng hạ bệ tiến sĩ búa thép Vladimir Klitschko và cả Deontay Wilder. Đứng ở vị trí thứ 10 đến thứ 6 lần lượt là Rick Bower, Leonard Lewis, Joe Frazier, Habib Haye và Vladimir Klitschko. Vị trí số 5, George Foreman. Foreman là người đầu tiên đánh bại Joe Frazier vào năm 1973, qua đó lần đầu tiên trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới. Thất bại đầu tiên trong sự nghiệp của huyền thoại nước Mỹ là trước Muhammad Ali trong trận đấu siêu kinh điển Rumble in Jungle, và ông chính thức giải nghệ 3 năm sau đó vào năm 1977. Tuy nhiên, Foreman đã gây bất ngờ khi trở lại ở tuổi 45 vào năm 1994 và giành chiếc vô địch WBA và IBF, giúp ông trở thành nhà vô địch hạng nặng già nhất trong lịch sử quyền Anh. Nhưng đáng tiếc, Foreman chưa từng so tài cùng Mike Tyson trong sự nghiệp. 4. Anthony Joshua là một trong những võ sĩ thống trị kỷ nguyên quyền Anh hạng nặng hiện đại. Joshua đã làm nên tên tuổi của mình khi giành huy chương vàng cho Vương quốc Anh tại Thế vận hội 2012. Anh đã đánh bại Charles Martin để giành chiếc đai vô địch IBF vào năm 2016, trước khi đánh bại Vladimir Klitschko vào năm sau trong trận thống nhất danh hiệu WBA và IBO. Anh cũng đã giành chiến thắng trước Joseph Parker để mang về bộ sưu tập của mình chiếc đai vô địch WBO. 3. Mike Tyson. Thông tin gần đây cho rằng Mike Tyson đang trên đường trở lại sàn đấu đã gợi lại những ký ức huy hoàng trong sự nghiệp của tay đấm huyền thoại hạng nặng. Tyson đã giành được danh hiệu WBA, WBC và IBF, đồng thời thành công trong việc bảo vệ chúng trong 9 năm. Mike Tyson để thua trước Buster Douglas vào năm 1991, trước khi ngồi tù 3 năm vì tội cưỡng hiếp.
Ông nhanh chóng giành lại chiếc đai WBC và WBA khi trở lại vào năm 1996, trước khi để mất danh hiệu WBA vào tay Evander Holyfield. Sau khi để thua trước Lennox Lewis trong một trận đấu tranh đai vào năm 2002, Mike Tapp đã tuyên bố giải nghệ. 2. Vitaly Klitschko. Các chỉ số của Klitschko cho thấy anh xứng đáng là người được ở vị trí cao nhất trong danh sách này. Vitaly Klitschko được biết đến là một người có cú đấm mạnh mẽ và khả năng giữ đòn, giữ thăng bằng cực tốt. Với tỷ lệ knockout 87,23%, ông là nhà vô địch có tỷ lệ số trận thắng knockout cao thứ hai trong lịch sử quyền Anh hạng nặng thế giới, chỉ đứng sau con số 87,76% của Rocky Marciano và hiện đang đứng thứ 9 về thời gian nắm giữ chiếc đai vô địch hạng nặng mọi thời đại. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Vitaly Klitschko từng giành được các chiếc đai vô địch WBO, WBA và WBC. Cùng với người anh em Vladimir Klitschko, Vitaly đã giành được tổng cộng 40 danh hiệu vô địch hạng nặng. Anh giải nghệ vào năm 2013 khi đang là nhà vô địch hạng nặng WBC. Vị trí số 1, Deontay Wilder. Wilder nổi tiếng là tay đấm có cú đấm phải đầy uy lực với độ rộng cánh tay gần 211 cm. Bất ngờ đang chuyển tư thế, tay đấm 34 tuổi vẫn có thể tung ra một cú móc phải uy lực. Wilder giữ đai WBC trong 5 năm cho đến khi thất bại trước Tyson Fury. Đây là trận thua đầu tiên của anh sau 43 trận đấu. Sau trận đấu, võ sĩ người Mỹ tỏ ra không khuất phục và đã kích hoạt điều khoản đánh trận thứ 3 về đối thủ người Anh. Với 42 trận thắng, trong đó có 40 trận thắng bằng knockout, Deontay Wilder được xem như là phiên bản hiện đại của Mike Tyson. Tính đến tháng 2 năm 2020, Wilder được xếp là võ sĩ hạng nặng vẫn còn đang thi đấu xuất sắc thứ 3 trên thế giới bởi Hội đồng Quyền Anh xuyên quốc gia, thứ 4 bởi tạp chí The Ring và thứ 5 bởi Boxrec. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Deontay Wilder biết rằng mình không thể thắng, chỉ đấu Fury vì tiền. Vua Gitsai đã có những phát biểu về Deontay Wilder trước cuộc chạm trán lần 3 giữa họ vào cuối tháng tới. Như vậy, Tyson Fury phải tạm quên đi trận chiến chung kết hạng nặng với Anthony Joshua để tham gia trận đấu bảo vệ danh hiệu WBC trước oanh tạc cơ sắt vào ngày 24 tháng 7. Địa điểm của cuộc so tài là đấu trường T-Mobile tại Nevada, nước Mỹ. Sau khi đánh bại Wilder trong vòng 7 hiệp vào tháng 2 năm trước, tân vương WBC cho rằng giờ đây võ sĩ người Mỹ chỉ tập trung cho việc trở lại sàn đấu vì tiền. Vào thứ ba tới, sẽ có một cuộc họp báo tại Los Angeles để thảo luận về con số mà hai tay đấm nói trên sẽ bỏ túi trong cuộc so găng lần 3. Wilder phải trải qua không ít khó khăn để buộc Fury tái đấu với mình theo đúng thỏa thuận ban đầu. Nhưng sau cùng, ngôi sao 35 tuổi đã thành công. Và một điều an ủi nữa là Wilder chắc chắn sẽ kiếm được số tiền không nhỏ ở cuộc thượng đài sắp tới. Dù vậy, võ sĩ sinh ra tại Alabama vừa nhận được một gáo nước lạnh từ nhà vô địch người Anh. Tyson Fury nói, "Tôi hy vọng anh ta sẽ thể hiện được nhiều hơn trên võ đài so với lần trước. Tôi không nghĩ Wilder sẽ chấp nhận tái chiến, nhưng hắn đã chứng tỏ tôi sai. Gã này đấu chỉ vì tiền, hắn biết rõ mình không thể thắng được tôi." Ít nhất đó sẽ là một kết thúc nhanh chóng dành cho Wilder. Anh ta sẽ không trụ được 7 hiệp ở trận đấu lần này. Daily Mail dẫn lời phát biểu của Fury với bản thân Wilder. Tay đấm này cũng đã đưa ra nhiều tuyên bố đầy tự tin sau khi bổ nhiệm Malik Scott vào vị trí huấn luyện viên mới. Oanh tạc cơ sắt đang đặt tất cả hy vọng lên Scott, một người huấn luyện chưa chứng tỏ được nhiều khả năng chuyên môn của mình. Đây sẽ là một canh bạc thực sự của Wilder. Trong trận đấu trước, Fury đã sử dụng rất hiệu quả chiến thuật nhử đòn của bản thân. Khi anh áp sát thành công, Wilder tỏ ra rất vô hại. Thậm chí cựu vương WBC còn không ghì chặt Fury để cho võ sĩ 32 tuổi tung ra những cú đấm móc như búa bổ vào người của mình. Rõ ràng Wilder phải khắc phục được điểm yếu này mới có khả năng phục thù và giành lại đai vô địch đã mất. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.